Alo, đây thầy hướng dẫn các bạn chúng ta tiếp tục với cái mốc của Project 3. Chúng ta sử dụng với to-do list, xin lỗi là Project Hook bằng một cái ứng dụng là to-do list, đúng không ạ? Các bạn download cái to-do list về cho thầy nha. Thầy download cái này đi, đúng không? Và tạo ở đây là một cái lesson 10 đi. To do list. Thì để ở trong cái hình như trên này thầy download trên này. To do list. Ok. Giờ chúng ta đào cái to do list này. Phần này thì hướng dẫn chúng ta sẽ thực hiện cái việc là phân chia thành các cái component giống cái project 2, 3 chúng ta đã làm, số 1, 2 chúng ta đã làm nhé. Đấy. Ok. Thầy download về, thầy để ở trên trên đây đúng không? Đây là cái giao diện là chúng ta sử dụng cho cái mốc của Project 3. Các bạn chạy thử cái này xem nào. Đây đúng không nhỉ? Có vẻ cái nó hơi vỡ cái giao diện. Thôi, cả như vậy. Chúng ta sẽ thực hiện phân chia cái thành phần này vào trong ứng dụng React. Và chúng ta sử dụng với React Hook, đúng không ạ? Như vậy các cái thành phần thực hiện thì ở đây chúng ta tạo cho thầy một folder thứ 11 đi. Lesson 11. Ok đúng không? CD Lesson 11 NPX Grid React trừ app. Chúng ta có cái mốc project 3 thì đặt luôn là to do app đi. Đây là đặt là mini. Nó giống như cái bài trước chúng ta đặt project 3. Ví dụ thế. Ngon ạ. Ok. Rồi trong quá trình thực hiện thì chúng ta thực hiện cái việc chia cái phần này trước. Ứng dụng của chúng ta ở đây đúng không? Tẩy tạo ở đây. Cách chúng ta thực hiện là chia các component. Chúng ta sẽ thực hiện chia nó như sau này. Thứ nhất là cái component to nhất ở đây chúng ta vẫn đặt đó là component app đúng không ạ? Đặt đây là app component app đi. Một là app. Ôi, trông nó xấu quá nhỉ. Rồi cả nó đi. Một cái thành phần thứ hai, cái phần tiêu đề ta tách riêng ra. Ngon ạ. Đấy. Thầy đặt cái component này có tên là thầy để thay đổi cái phông lại một chút, phông Avian đi. Đây như vậy. Hai là đặt nó là title đi, đúng không? Mình bỏ cái này như vậy thôi nhỉ, màu trắng đi. Cái component thứ ba là cái anh này. Đúng chưa? Đúng chưa? Component thứ ba
sửa lại cái này một chút là cái màu đỏ. Đấy. Cái này thì đặt nó là ôi giời ơi. Cái này thì đúng không? Component thứ ba này là cái anh này. Cái này như chúng ta phần trước chúng ta cũng đã làm rồi, nó chính là cái control đúng không? 3.control.js đi. Ôi giời. Đấy. Component thứ tư chúng ta sử dụng ở đây là form. Chúng ta thực hiện với form. Đúng không nhỉ? Cái này gọi là component thứ tư, 4 là form.js. Rồi, đúng không ạ? Component thứ 5 của chúng ta là cái list task này. Đấy, cái này thì đặt nó là component thứ 5. List task. Ok. Và trong list task thì nó có các cái item. Mỗi một item này ta gọi là một task. Cái này được gọi là component thứ 6. Đó nhỉ. Đây nó là 6.task đi. Ok, đúng chưa nhỉ? Đây là các cái component của chúng ta. Đây thì để như này chúng ta phân chia đúng không nhỉ? C. Ok. Quay lại đây chúng ta xem. Ồ, hơi chậm một chút. Các bạn đợi chút đi. Ok, xong rồi. Các bạn đợi chút nha. Chúng ta vào cái mini project 3 là PM start đi. Xem ứng dụng chạy chưa. Sau đó chúng ta chuyển cái file bước thứ hai là ta chuyển cái từ cái to do list này sang cái rect. Đúng không ạ? Chúng ta sẽ copy toàn bộ cái form ở đây. Copy từ phần đây rồi, đúng không nhỉ? Bạn copy phần này. Ctrl C này. Đấy, trên này là chạy ứng dụng ta rồi. Ta chạy luôn ở đây đi. Nó là gì? Transform tool. Đấy, ta chuyển là tool ZX. Ta chạy sang này
chặt một chút đi. Ok. Thôi, bỏ cái này đi. Tôi chạy trên này một cái nó hơi nặng. Transform tool. Hơi chậm chút. Rồi chúng ta copy vào trong này đúng không nhỉ? Hơi chậm thế. Ok, copy chúng ta đặt vào trong phần app đúng không ạ? Ở đây thầy vẫn dùng đó là cái function component. Chúng ta bỏ cái mặc định cũ của nó đi, dán vào đây. Ok. Đấy. À, những phần này chúng ta không dùng đến thì tạm thời bỏ đi. Cơ bản như vậy. Tuy nhiên là chúng ta sẽ import cái React và hơi tạm thời thế from từ React. Đấy. Ok. Tuy nhiên chạy đến cái phần này rồi thì chúng ta test lại đây một chút. Localhost 3000 đúng không? À, cannot component URep. Hiện tại chúng ta không dùng cái URep nên bạn bỏ hết cái URep đi cho thầy một chút. Search lại xem có cái chỗ nào dùng đến rep. Control U rep. Ok. Hình như có cái URep nào mà nó lại lỗi. Đây phần form đúng không nhỉ? Phần form của chúng ta xem lại nào, rep rep đây. Các bạn tạm thời bỏ cái phần form, chúng ta chưa dùng đến cái rep này. Đấy. Rep. Ctrl C, Ctrl V đi. Đây, chỗ nào có rep thì chúng ta tạm thời bỏ đi cho thầy. Ok. Đó. Phần này thì đã lên rồi, là thiếu CSS đúng không nhỉ? Các bạn copy cho thầy cái phần tài nguyên này để trong cùng thư mục, gồm có CSS này, form này và JS. Control copy, dán nó trên public đúng không nhỉ? Đấy. Ồ nhầm trên này chứ. Đấy. Cái thứ hai chúng ta nhìn thấy ở trong thư viện đây nó có dùng đến hai cái file CSS và Bootstrap. Chúng ta copy ở trong cái index này, chuyển sang index của public, tức là cái anh này. Ta dán nó phần dưới này đi. Cái thứ hai chúng ta những cái JS nào ta dùng đây đúng không nhỉ? Ctrl C, chúng ta chuyển sang HTML của app, chúng ta đặt phần cuối đấy. Ok. Như vậy là chúng ta đã được cái giao diện như cái giao diện thiết kế ban đầu. Công việc tiếp theo chúng ta sẽ phân chia cái thành phần này thành các component như cái nội dung mà chúng ta đã đặt ở đây. Đúng không nhỉ? Component app rồi này, component title. Ở đây chúng ta đang sử dụng là các cái React hook nên chủ yếu chúng ta dùng với function component. Đúng không ạ? Như vậy trong cái thư mục src các bạn tạo cho thầy một cái component, tức là dùng cho view đấy. Đúng không? Comment thứ nhất này là title.js, chúng ta nhớ viết hoa chữ đầu
RFCE Enter, đúng không ạ? Và bạn sẽ chuyển cái phần title ở đây thì thầy cũng đã chia đầy đủ. Chúng ta copy cái nội dung này, Ctrl X, đặt nó vào trong cái phần title, bỏ hết cái này đi, dán vào đây, đúng không ạ? Và rõ ràng lúc này bạn sẽ thấy ứng dụng ta sẽ không có cái title ở đây. Sau khi làm xong như vậy thì trong app chúng ta sẽ đặt luôn cái title vào đấy, title trong cái component title này. Ok, Ctrl S thì chúng ta có được cái, lại được cái phần đó, đúng không ạ? Cái thành phần thứ hai là phần form, phần control. Phần control của chúng ta chính là cái phần này, đúng không nhỉ? Đấy, phần control. Ôi trời, cái tí phần sort nữa này. Đây là sort này. Xong đến phần sort này. Xong đến cái phần start này. Như vậy là chúng ta có cả cái row này là phần control. Control X. Đấy. Control X thì phần control không còn đây nữa. Chúng ta sẽ chuyển nó sang một cái component có tên là gì? Control. Control.js. RFCE Enter, ta đặt nó vào đây, Ctrl V, đúng không ạ? Đấy. Sau đó chúng ta lại đưa lại vào đúng cái chỗ chúng ta vừa cắt đi, Ctrl import cái Ctrl này vào, đúng không nhỉ? Thì ứng dụng ta sẽ có thêm phần Ctrl đó. Phần thứ ba là phần form, đúng không? Theo như cái thiết kế đây chúng ta có 1, 2, 3 control và phần 4 là form, đúng không ạ? Chúng ta tạo đây một cái control có tên là form.js, chúng viết chữ hoa RFCE, đúng không nhỉ? Đấy, và chúng ta chọn đến đây, ở trên này bài này thầy đã chia sẵn NATAS rồi, các cái bài khác chúng ta có thể phải xem và chọn cái phương pháp chia nó phù hợp. Đấy, thì trên này control chúng ta sẽ đặt nó vào form đây, đúng không ạ? Control V format. Ok, ta lại chuyển vào trong đúng cái chỗ chúng ta vừa cắt đấy, form, đúng không nhỉ? Đấy, và phần cuối cùng list start là toàn bộ cái phần này, đúng chưa? Chúng ta Control X. Đấy, trên này nó sẽ mất cái list start đấy đi. Và chúng ta sẽ đặt vào đây một cái component có tên là list.start.js, đúng không? RFCE Enter, đặt vào đây. Đấy. Ok, format lại. Chúng ta lại có lại cái giao diện cũ, đúng không? À, chúng ta chưa đưa nó vào trong app. Đấy, chúng ta đặt đây là list.start. Đấy, thì import các cái thành phần tương ứng vào, chúng ta sẽ có được cái list tag. Phần chia tiếp theo là chúng ta có các cái trong list tag thì nó có cái tag, chúng ta sẽ chia đây là tag.js, và chúng ta xem mỗi một cái item đấy là một cái tag. Cái phần tiêu đề theo phần body này nó là chính là các cái này thôi, đúng không? Như hai cái bộ sách trước. Để ta copy một cái, Ctrl C, Ctrl V, RFCE, RFCE Enter, ta đưa nó vào đây. Thì đây nó là một dòng thì bạn có thể để cái div giả chỗ này cho nó dễ, sau này ta chỉnh sửa dễ dàng hơn. Đấy, và trên này thì bạn có thể bỏ hết đi cũng được, và chúng ta đưa vào đây là một cái task, đúng không nhỉ? Khi đó thì chúng ta nhìn thấy trên này có một bản ghi, ta cần thêm vài bản ghi nữa, an ship tên xuống 3 bản ghi thì chúng ta sẽ đổ dữ liệu ra tương ứng, đúng không nhỉ? Như vậy đấy là cái phần đầu tiên chúng ta đã phân chia được các cái component tương ứng, đúng không ạ? Sau khi chúng ta phân chia được component tương ứng thì việc chúng ta tổ chức lại cái dữ liệu này thì sẽ chuyển cho các bạn, là hoặc là bạn tự đặt nó vào cũng được. Nó chỉ có 3 field thôi mà, ID và tag, level và các action tương ứng, đúng không? Và ta sẽ đưa vào đây là các cái dữ liệu động để chúng ta xử lý. Đấy. A, B, C. Ví dụ thế.
Cách chúng ta trình bày việc đầu tiên đơn giản nhất, chúng ta sử dụng hook để đưa các cái dữ liệu vào list tab này. Được chưa nhỉ? Và chúng ta sử dụng cái khái niệm hook ở trong React mà chúng ta đã làm việc ở phần trước. Như vậy thì tổ chức dữ liệu chúng ta bắt đầu từ cái component app, đúng không? Chúng ta sẽ đặt ở đây là chúng ta khởi tạo dữ liệu đi. Khởi tạo dữ liệu. Phần sau này chúng ta có thể tổ chức ở trong local storage. Hiện tại thì hãy cứ để phần này đã, phần tĩnh đã, đúng không nhỉ? Khởi tạo dữ liệu. Chúng ta tạo một cái constant, phải gọi nó là list start init đi. Ví dụ như vậy, nó bằng một cái mảng dữ liệu. Trong đó có cái dữ liệu này thì tôi đã tạo ra rồi, các bạn có thể tham khảo. Phải đặt đây là gồm có 3 cái phần tử. Đúng không nhỉ? Task. Đấy. Tôi bỏ bớt cái này đi. Dữ liệu bớt thì cho nó ngắn gọn dễ nhìn. Đấy. Để cho nó dễ nhìn. Ok. Đấy. Cũng có 3 cấp độ, level 1, level 2, level 3. Được chưa nhỉ? Và chúng ta sẽ sử dụng cái dữ liệu list start này để chúng ta đẩy lên trên cái component, đúng không nhỉ? Đơn giản là gì? Chúng ta sử dụng use state trong hook, nó lưu trữ dữ liệu bằng use state của hook, đúng không? Thế chúng ta sẽ sử dụng hàm use state, nó trả về chúng ta một cái, phải gọi cái này là task đi, task sc, và hàm set task bằng use state. Đấy, bình thường chúng ta có thể để khởi tạo nó là một cái mảng rỗng chẳng hạn. Đấy, và chỗ này chúng ta có thể sử dụng một cái callback function để chúng ta lưu trữ, hay đơn thuần là bạn có thể truyền trực tiếp luôn vào đây cái list task init này, này vào trong này. Nhưng thực tế thì sau này bạn sử dụng cái callback function để chúng ta dùng như sau. Tức là có thể bạn sẽ lưu trữ dữ liệu trong local storage để chúng ta đưa ra. Đấy, ở đây thì thầy để callback function tạm thời thầy để này return list task cho nó đơn giản. Còn mục tiêu là chúng ta sẽ dùng ở đây, đúng không nhỉ? Có thể đọc dữ liệu, đọc dữ liệu từ local storage hoặc API chúng ta sẽ học phần sau. Còn lại thì bây giờ chúng ta chỉ đọc, chúng ta lấy nó như thế này, đúng không ạ? Đấy, như vậy đấy là cái thành phần mà chúng ta sử dụng với list, đúng không nhỉ? Và chúng ta sẽ dùng cái list này ở đâu? Chúng ta sẽ chuyển cái tab này để chúng ta sẽ render ra danh sách, đúng không? Tức là gì? Cái phần này chúng ta sẽ render ra đây. Đấy, thì đặt render render tab. Cái này thì phải đặt thêm s bởi vì nó là một danh sách. Chúng ta lấy từ tab ở trong state. Nó giống như phần trước chúng ta dùng là state ở trong mini project 1 ấy, thì bây giờ thầy dùng nó là use state thôi. Đấy, chúng ta đặt nó vào đây, đúng không ạ? Và khi chúng ta có render task này rồi, chúng ta sẽ render ra từng phần tử của trong cái list task này. Thì bạn vào cái list task này, control click, chúng ta vào list task. Chúng ta sẽ lấy cái dữ liệu trong probe để chúng ta trình bày. Với function component thì thầy hay viết thêm ở đây, nó chính là cái render task ở chỗ này, đúng không ạ? Và từ cái render task này chúng ta sẽ hiển thị được ra các cái task tương ứng, đúng chưa nhỉ? Đấy, tức là bạn sẽ render ra phần này, đúng chưa? Như vậy thì chúng ta sẽ lấy được cái render task, đúng không nhỉ? Và chúng ta tạo ra một cái
tạo ra list tab, tạo ra các cái tab từ danh sách. Vậy chúng ta sẽ tạo ra một cái element tab bằng cái render list tab chấm map, đúng không? Nó là một danh sách nên là chúng ta sẽ map được ra, mỗi lần map nó được tạo ra một cái item đấy, hay đặt item và cái vị trí index. Cái này thì quen thuộc với hai project chúng ta đã làm rồi, đúng không? Cơ bản chúng ta sẽ return về một cái tab như này, ta chưa dùng gì cả. Nhưng khi mà thay thế vào đây ấy, bạn sẽ thấy rằng là gì, và cái này lại là chúng ta sẽ có được cái element tab ở đây, và chúng ta thấy rằng là vẫn là ba phần tử. Đúng rồi, nó có ba phần tử vì chúng ta chưa đổi dữ liệu. Chúng ta test thử lại bằng cách là bạn thêm một phần tử ở đây, đúng không nhỉ? An ship mũi tên xuống, ví dụ đây là số 4, ABCD level mức độ 1 đi. Đấy, thì trên này ta sẽ có thêm một bản ghi. Đấy, được chưa nhỉ? Ta có thêm một bản ghi. Như vậy đấy là cái chúng ta đổ dữ liệu ra, đã đổ được ra danh sách rồi, từ tab này. Đấy, render chúng ta map được ra đây. Bây giờ chúng ta sẽ map cái dữ liệu này xuống này, đúng không nhỉ? Như vậy khi render ra thì chúng ta chú ý đến là để nó tránh cái trường hợp trùng lập, chúng ta dùng cái key. Cái key ở đây bạn có thể dùng item chấm tab id, đúng không nhỉ? Tab id này là ở trong cái phần này này, đây, đúng không ạ? Đấy, để chúng ta đặt vào đây là tab id. Và cái thứ hai là chúng ta render ra cái nội dung tab, thì đặt luôn là render tab. Chú ý phân biệt một phần tử thì nó chỉ có ở cái phần list thì thầy dùng có thêm chữ s này, phần này thì render ra thì một tab không có chữ s, đúng không ạ? Chúng ta có quản lý thêm số thứ tự, chúng ta đặt row bằng chính cái index cộng 1 thôi. Đấy, như vậy chúng ta đã tạo được ra cái tab này. Đấy, để như này cho nó dễ nhìn đi, đúng không? Sau này có thêm thành phần gì ta đặt vào đây. Từ bây giờ nó tab này nó rồi, chúng ta sẽ lấy dữ liệu ra từ tab, chúng ta mở cái tab này ra, và bây giờ chúng ta có cái prop là render tab. Cái này bạn nên copy như này là chính xác nhất này. Copy Ctrl C này vào trong cái anh tab, gắn vào đây, đúng không ạ? Như vậy trên component này nó có một cái tab rồi, chúng ta chỉ hiển thị nó lên các cái phần của nó thôi. Đấy, thì ở trong này trước tiên là ta hiển thị ra đã, đúng chưa nhỉ? Ta hiển thị ở chỗ nào, cái số thứ tự ta đặt ở đây rõ rẽ rồi. Chúng ta có là gì, là lấy như thế này thì nó sẽ khó hơn, bởi vì thôi được, không khó, ta lấy thêm cái row null nữa, đúng không nhỉ? Row null là cái anh này này, là cái anh mà người ta đặt ra đây này. Đấy, vậy thì trong này ta lấy được ra này thì ta hiển thị vào đây row null, còn đây là text thì chúng ta sẽ lấy từ cái render, đúng không? Chấm cái anh nào, chấm tên, tab name. Đấy. Cái level này thì phụ thuộc vào hai edit hay là cái anh này thì nó là sự phụ thuộc vào từng cái, có thể là danger ở đâu, cái button thì không nói, đây này, cái này, cái element level này thì tùy thuộc vào cái mức độ. Nó giống như trong này chúng ta có này, mở cái này ra xem nó dễ hơn này. Đây, tùy vào mức độ nó có thể là normal, small, medium hay là high. Đấy, vậy thì mức độ cao nhất là 1 là 2, đúng không nhỉ? Thế tại tạm gọi nó là level 1 là cao nhất, trung bình là 2 và cái nhỏ nhất là 3, ví dụ thế. 1, 2, 3 mà chúng ta quy định cái level. Vậy chúng ta sẽ render có điều kiện là sử dụng cái
cái level đấy để chúng ta hiển thị. Hiện tại thì level chúng ta đang để giá trị nó là gì, 1 2 3, đúng không? Nhưng cái giá trị hiển thị trên view của chúng ta ấy, thì nó là high, small hay là medium, đúng không? Vậy thì cái phần này ta gọi là render có điều kiện. Render có điều kiện thì chúng ta sẽ tạo nó ra ở đây, được chưa nhỉ? Đây là led element level. Đấy. Element level ban đầu ta để bằng một cái mặc định là cao nhất đi, là bằng cái này đi, đúng không nhỉ? Đấy, Ctrl C bằng cái này đi cho nó dễ, đúng không? Đấy, ta kiểm tra và nếu như cái render tab.level mà bằng một là cao nhất rồi, thì bây giờ ta chỉ cần kiểm tra là nếu bằng 2 thì ta làm gì đấy, L ngược lại bằng 3 nếu ít, nếu mà gì render tab chấm level mà bằng 3 thì ta đặt lại cái element này, đúng không, bằng 2 tức là medium. Ở đây ta xóa mất rồi, chúng ta sẽ vào đây chúng ta lấy là gì, tìm đến chỗ cái medium ấy. Đây đúng không nhỉ, span, copy toàn bộ span này ta đặt vào cái chỗ medium ở đây, nhưng thay cái class bằng class name. Và cái thứ ba còn lại đúng không là cái small thì bằng 3 mà. Small thì ta sẽ lấy cái anh small ở ở đây. Đây đúng không? Nó chính là cái default. Đây, đúng không nhỉ? Đấy. Nó là cái default. Small medium 2. 2 thì để mặc định 1. Cái này là level bằng 2 thì cái này bằng 3. Đúng không nhỉ? Đấy, và chúng ta có cái element rồi, chúng ta thay thế vào cái chỗ này. Đúng không? Đấy. Ok. Như vậy chúng ta kiểm tra lại xem là không có cái gì à? Inspect ra xem nào. Lỗi. Hay. Còn lại không lỗi mà lại không ra. Task level kiểm tra lại chút nha. Đấy. Render run now rồi nè. Hit L. Đúng không? Ở đây chăng thêm cái dấu ngoặc xem nào. Cho nó đầy đủ hơn nào. Expect value function unreadable, có một cái lỗi nào đó. Đây thì nó là warning thôi, warning thì chúng ta vẫn phải chạy được chứ. Return value raw function. Ok, để xem lại cái phần render task phần này chạy rồi mình nhỉ. Render task item. Đấy. App set new state. Ok, như vậy đã đang không ra được bản ghi nào. Hai vui vậy. Để trở lại chút nha. Run. CD lesson 11 mini project -3 enter npm start
Plug in React complete send. Sao lại lỗi React vậy? Error. Execution. Ok mà. Là PM install lại cái đúng không? PM start. Ok. Nhưng mà dữ liệu của chúng ta lại vẫn chưa ra được. Ô hay nhỉ. Rồi. Ok. Thế chúng ta bắt đầu từ đây. Trong app render task đến đây rồi, chúng ta vào trong này ta thử log ra xem có cái task này không. Log. Đây là list task. Đấy, phải list start đến này thì chắc vẫn ok đúng không nhỉ? Đấy, có bốn cái bản ghi rồi, sau chúng ta lại bước tiếp vào đây nó có rồi thì chúng ta thử vào trong cái tab này là ok chưa đúng không? Render map item to chạy vào đến đây chưa? Đấy. Chúng ta có render tag. Đấy. À. Lỗi ở đây à? Ở đâu nó vẫn là cái lỗi package session của chúng ta đấy. Chạy đến đây lỗi là không hợp lý rồi đấy. Tag. Vậy là lỗi chỗ này rồi. List start này, return thêm cái xem nào, thêm cái xem nào, hoặc cái này này thì không cần hoặc đúng không? Render start em tác complete package session để lỗi về package session thì lại làm lại thôi. Rất là dễ nghe là PM install. Chạy lên ok rồi ABCD nhưng mà cái máy chủ của thầy vẫn đang bị lỗi một nốt module này.
không sao đúng không? Chúng ta nhìn thấy ở đây. Ô, 2 thì chúng ta có small chúng ta không nhìn thấy này. À, chỉnh lại chỗ này một chút. Info ở à đây bị sai class name đúng không? Đấy. Ok. Đấy. Bật cái lỗi này rồi đấy. Ok nhé. Như vậy chúng ta hiển thị được cái phần phân chia component, hiển thị dữ liệu. Các bạn code lại cho thầy phần này và làm thêm cho thầy cái chức năng ẩn hiện form giống như trong mini project 1. Tức là ban đầu nó sẽ ẩn đi. Khi nhấn vào start thì nó hiển thị lên, nhấn vào edit thì nó hiển thị lên và sửa. Đúng không nhỉ? Đấy. Cái này đơn giản thì chúng ta sử dụng hook thì nó cũng khá là quen thuộc rồi. Cho cái thao tác ẩn hiện cái form. Đấy, phần này thì thầy demo nhanh một chút. Là chúng ta sử dụng một cái state để chúng ta cho phép ẩn hiện cái form của chúng ta đúng không? Đấy. Đấy, lấy ví dụ ở đây đi, cái này chúng ta đã làm ở phần mini project 1 mà. Nếu chúng ta muốn ẩn hiện cái form này chỉ đơn thuần là gì? Đây là set task rồi, là gì đây? Nó gọi là ẩn hiện form. Thì chúng ta sử dụng một cái tuple đi. Tuple và set tuple. Đấy, bằng useState. Ban đầu nó là fail. Đấy. Và khi chúng ta render ra cái nhanh này thì chúng ta sử dụng let element form bằng gì? Bằng rỗng đi. Nếu mà toggle bằng true. Hơi dài dài đúng không nhỉ? Làm này cho nó nhanh. Ta có toggle đặt như này, toggle cái tham số toggle này mà bằng true thì ta sẽ hiển thị cái form lên, còn không thì ta để trống như này thôi. Và cái element form lúc này chúng ta thay thế chỗ này, ta thay thế bằng element form. Đấy. Ok đúng không nhỉ? Thì chúng ta sẽ đấy, ẩn hiện form đi. Tương tự như vậy bạn làm cái chức năng này để chúng ta xử lý, ví dụ click vào đây thì nó hiển thị cái form lên giống như cái mini project 1 đúng không? Edit thì hiển thị cái form lên, chúng ta sửa, thêm, sửa, tìm kiếm, sắp xếp đúng không ạ? Xóa thì cái chức năng này thầy sẽ bổ sung thêm. Và phần này chúng ta sẽ thực hành cho thầy cái việc là download cái template này về, phân chia các component, viết được các cái chức năng hiển thị dữ liệu. Và ở đây chúng ta hoàn toàn dùng bằng hook đúng không nhỉ? Đấy là cái nội dung mà chúng ta sẽ xử lý ở trong cái phần bài này. Ok đúng không? Thầy sẽ làm thêm một cái buổi nữa để chúng ta xử lý nốt các cái chức năng. Và thay vì đó chúng ta dùng cái dữ liệu mốc này, ta có thể lưu trữ trong local storage cho các chức năng thêm sửa xóa đúng không ạ? Đây là cái phần mà chúng ta sẽ thực hành ở trong cái chúng ta làm trong cái bài tiếp theo. Sau khi chúng ta học xong phần hook thì chúng ta có 1-2 buổi hoàn thiện cái mini project này. Ok đúng không ạ?